Hiện nay, nhu cầu sản xuất công nghiệp trên khắp cả nước đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu đấu nối, sử dụng điện công nghiệp rất nhiều. Đó là một trong những lý do khiến nhiều người muốn theo học ngành điện công nghiệp. Họ mong chủ động tìm được việc sau khi ra trường, thậm chí là sử dụng kiến thức đã học để về phát triển quê hương. Từ nhỏ mà em thiếu điện phải dùng điện nước, làm mỗi ngày phải đi sửa một ngày đến hai lần. Vì vậy em chọn ngành điện này để về phát triển ở quê hương và sau này có thể về tạo năng lượng mặt trời cho chính gia đình dùng ạ. Em chọn ngành này vì chúng ta đang ở xu hướng phát triển ngành điện, chúng ta thì đang phát triển rất là tốt nên là em định hướng ngành điện này. Vị trí việc làm sau khi em ra trường thì em muốn vào các nhà máy sinh nghiệp hoặc là các trung tâm kỹ thuật cao. Sau khi được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên ngành điện công nghiệp, các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết, sinh viên hoàn toàn có thể làm việc tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp trên toàn quốc với nhiều vị trí việc làm. Em còn có thể làm việc ở trong các cái cơ sở sản xuất doanh nghiệp tư nhân, rồi là bên điện thì chúng tôi thì có sinh viên có thể làm ở các lĩnh vực như là xây lắp điện cho các công trình tòa nhà. Đấy, rồi các cái quản lý vận hành các cái tòa nhà công nghệ cao. Đấy, thì ngoài ra thì còn có thể là lắp đặt các cái dây chuyền sản xuất trong công nghiệp. Đối với ngành các ngành nghề kỹ thuật nói chung và ngành điện công nghiệp nói riêng thì để các em sinh viên có thể theo học được cái ngành này thì cần rất nhiều cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là cái yếu tố đầu tiên đó là cái niềm đam mê đối với một cái ngành học kỹ thuật. Bởi vì học kỹ thuật thì là các em sẽ phải có một cái ý chí phấn đấu rất là cao, không ngại khó ngại khổ. Đấy, ngoài ra các em còn có một cái mong muốn định hướng việc làm rõ ràng trước khi học. Mức lương của các chuyên gia trong ngành công nghiệp điện cũng khá ổn định và thường được đánh giá cao hơn so với một số ngành khác. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực, mức lương trung bình khoảng từ 10 đến 30 triệu đồng trên tháng, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm làm việc.